Bạn có biết sinh vật có hình dáng kỳ quái như thế này bao giờ chưa? Trông nó không khác gì những ngón chân của con khủng long thời tiền sử. Nhưng thực tế, những sinh vật này lại giá cực kỳ đắt đỏ, lên tới 500 USD 1 kg và là món đặc sản nổi tiếng tại một số nước châu Âu. Vậy, sinh vật này có tên gọi là gì? Mời các bạn cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ nhé! Tại sao những con hà cổ ngỗng lại đắt đến vậy? Hà ngỗng là một loại động vật giáp xác có hình thú kỳ lạ với thân dài, lớp vỏ cứng chắp lại với nhau nhưng phần thịt bên trong lại dài, cong và mềm. Chúng được biết đến với nhiều tên gọi như hà ngỗng hoặc ốc cổ ngỗng. Đây là một trong những loại hải sản hiếm và ngon nhất thế giới. Ở một số nước châu Âu, chúng được coi là món ăn đắt tiền dành cho người giành ăn. Bạn có biết những người này đang làm gì không? Họ đang cố gắng thu hoạch những con hà cổ ngỗng để mang về chế biến. Đây là công việc thực sự khó khăn và nguy hiểm vì những người này đang phải đối mặt với những vách đá trơn trượt và sóng biển mạnh mẽ. Những cơn sóng này có thể khiến họ bị ngã hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Và bạn biết tại sao hà cổ ngỗng lại đắt đến vậy rồi chứ? Đó là quá trình thu hoạch rất khó khăn và phức tạp. Giá của hà cổ ngỗng liên quan đến nguồn cung hạn chế và rủi ro mà ngư dân phải đối mặt để thu hoạch được những món ngon này. Người thu hoạch phải đi khi thủy chiều xuống, sóng có thể dễ dàng cuốn trôi họ ra biển bởi những con hà cổ ngỗng này chỉ được tìm thấy trên những tảng đá sắc nhọn, không bằng phẳng, trơn trượt và nguy hiểm. Loài ốc này chỉ sống ở những nơi có nguồn nước rất sạch, yêu cầu về chất lượng nước của hà ngỗng khá cao. Nếu nước biển ô nhiễm nghiêm trọng, chúng sẽ không thể sống được, thậm chí sẽ chết rất nhanh. Vì vậy, chúng có thể được coi là dấu hiệu cho biết mức độ ô nhiễm của nước biển. Người làm nghề khai thác hà cổ ngỗng cần có kinh nghiệm, khéo léo bóc gỡ, tránh để chúng bị rách trực tiếp khi tách ra khỏi đá. Nếu bị đứt đoạn, sẽ hạ thấp giá trị của chúng. Vì vậy, khi khai thác phải hết sức cẩn thận. Loài vật biển này rất khó bảo quản, vì vậy người ta chủ yếu thu hoạch khi có đơn đặt hàng. Việc khai thác hà cổ ngỗng không dễ dàng vì mỗi khi ra khơi thu hoạch, ngư dân sẽ phải xem xét và cân đúng thời gian thủy chiều lên xuống để đảm bảo an toàn và họ chỉ có thể thu hoạch trong một vài giờ đồng hồ. Mỗi lần mạo hiểm thu hoạch hà cổ ngỗng, người ta chỉ có thể thu hoạch được vài kg, điều này càng khiến giá trị của chúng bị đẩy lên cao.
Do việc bắt ốc cổ ngỗng tương đối vất vả và nguy hiểm nên việc săn loại hải sản này được quản lý rất chặt chẽ. Ở vùng Galicia, Tây Ban Nha, chính quyền chỉ cho phép mỗi người thợ săn có bằng bơi lặn đi săn ốc cổ ngỗng mỗi ngày là 6 kg. Nếu vi phạm sẽ ngay lập tức bị tước bằng và nghiêm cấm săn bắt. Tương tự, ở Bồ Đào Nha, việc săn ốc cổ ngỗng cũng được quản lý rất chặt chẽ, chỉ có 80 giấy phép lặn bắt hà ngỗng được cấp mỗi năm, trong đó yêu cầu mỗi thợ lặn chỉ được bắt 15 kg hà ngỗng mỗi ngày. Mặc dù có hình thù trông đáng sợ, nhưng đây được coi là loại hải sản ngon nhất thế giới. Cách ăn hà ngỗng rất dễ, bởi khi luộc chín, phần thân sẽ mềm hơn. Chỉ cần dùng hai tay ấn nhẹ phần tiếp nối giữa thân và đầu hà ngỗng là có thể tách bỏ vỏ dễ dàng. Phần ăn được chính là thịt trắng nõn bên trong. Hương vị của chúng được mô tả là tương tự như một loại ngao rất ngọt, một con trai hoặc sự kết hợp giữa hàu và tôm hùm với hương nước mặn ngọt ngào thường thấy ở các loài động vật có vỏ. Người châu Âu vô cùng yêu thích loại thực phẩm này và xem đây như một loại hải sản cao cấp bởi chúng có giá trị dinh dưỡng rất cao. Hà ngỗng chứa nhiều nguyên tố vi lượng, có vị ngọt, thơm ngon khó cưỡng. Nhiều thực khách từng thưởng thức miêu tả hà ngỗng ngon hơn cả tôm hùm hay cua hoàng đế. Món hà ngỗng được liệt vào danh sách các món ăn ngon ở nhiều nhà hàng sang trọng trên thế giới. Tại các nhà hàng ở châu Âu, mỗi đĩa hà ngỗng có giá khoảng 150 euro. Mặc dù đắt đỏ, nhưng vẫn có những người muốn mua, tuy nhiên lại chẳng thể mua được loại hải sản này vì chúng khá khan hiếm. Bạn đã từng nếm thử món ăn đặc biệt này bao giờ chưa? Theo nghiên cứu, hà cổ ngỗng có lượng calo thấp, chỉ đạt 66 calo trên 100g. Họ cũng lưu ý rằng thành phần này chứa 15,7 gram protein trong mỗi khẩu phần. Ngoài ra, còn có 0,4 gram chất béo. Với giá trị dinh dưỡng cao và các bạn nên nếm thử món ăn này và chia sẻ cảm nhận của mình bạn cho chúng tôi được biết nhé. Bạn đã nhìn thấy sinh vật trông giống cây xương rồng như thế này bao giờ chưa? Đó là những con nhím biển, một loài hải sản thân hình đầy gai góc nhưng được mệnh danh là nhân sâm của biển, là món ăn rất quý và rất bổ dưỡng, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không những thế, chúng còn mang lại nguồn thu nhập phong phú cho ngư dân vùng biển. Vậy, người ta thu hoạch nhím biển như thế nào? Chúng có giá trị ra sao? Mời các bạn cùng chúng tôi khám phá nhé!
Hãy xem cách ngư dân kiếm 1.000 đô một ngày nhờ thu hoạch nhím biển. Nhím biển có thể được tìm thấy ở tất cả các đại dương trên trái đất, chúng có thể thích nghi với mọi khí hậu khác nhau. Một số loài sống giữa các đường thủy triều lên và xuống gần bờ biển, những loài khác sống ở vùng biển sâu, chủ yếu ở độ sâu tới 5.000m dưới bề mặt. Người ta không thể thu hoạch nhím biển bằng lưới hay câu mà lặn là biện pháp tốt nhất để thu hoạch sinh vật này. Mặc dù có gần 1.000 các loại nhím biển sinh tồn trong đại dương, nhưng chưa đến 20 trong số đó có thể ăn được. Vì vậy, điều quan trọng chúng ta cần phân biệt những loài nào có thể ăn được để thực hiện quá trình thu hoạch. Các loại nhím biển phổ biến nhất để thu hoạch là nhím biển tím được tìm thấy ở Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, nhím biển đỏ ở Thái Bình Dương và nhím biển xanh có ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nhím có chất lượng trứng tốt nhất được tìm thấy ở vùng nước tương đối nông, dưới thủy triều. Sự tập trung dày đặc thường được tìm thấy ở độ sâu khoảng 40 feet. Phương tiện phổ biến nhất để thu hoạch chúng là bằng lực kéo đáy nhỏ hoặc lặn bằng bình dưỡng khí, mặc dù cũng có thể sử dụng bẫy. Một đội lặn thông thường bao gồm một hoặc nhiều thợ lặn và một người phục vụ thuyền và người điều hành. Các thợ lặn vớt nhím biển rồi cho vào túi lưới và người điều khiển thuyền kéo chiếc túi lên và đổ vào thùng chân bong. Người chiêm bong sẽ kiểm tra chất lượng trứng, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ đưa vào khoang bảo quản. Nhu cầu về trứng nhím biển rất cao, một trong những sản phẩm thủy sản được trả lương cao nhất thế giới. Nhím biển hoang dã ngày nay được các thợ lặn thu hoạch ở biển và trải qua quá trình xử lý thô trước khi bán. Vì nhím biển ăn tảo bệ và hầu nên thường tìm thấy chúng trên những tảng đá và chúng bám vào bằng chân. Gai nhím rất mỏng manh nên phải cẩn thận để không làm gãy chúng khi thu hoạch, đặc biệt là khi sử dụng những dụng cụ thu hoạch. Các gai của nhím biển là một phần của bộ xương và xương sống bị gãy sẽ tạo điều kiện cho nước muối xâm nhập vào vỏ và làm hỏng màng chứa trứng. Vì vậy, người thợ lặn cần phải cẩn thận để có thể thu hoạch được nhím biển. Thu hoạch nhím biển là một nguồn thu nhập hấp dẫn vì việc đánh bắt có thể được thực hiện ở vùng nước tương đối nông với thiết bị lặn cơ bản. Giá cả cũng hấp dẫn và đến nay, thị trường dường như có khả năng hấp thụ tất cả những chất lượng có thể đánh bắt được. Việc thu hoạch nhím biển bằng tay là một phương pháp đánh bắt có tính bền vững cao bởi không có tình trạng đánh bắt nhầm hoặc gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Tuy nhiên, để giảm thiểu sự đánh bắt quá mức, nhiều nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hình thức nuôi trồng nhưng không mấy hiệu quả. Đánh bắt ngoài tự nhiên vẫn là nguồn cung cấp lớn cho người tiêu dùng. Nhím biển được chế biến số lượng lớn trong các nhà máy với mục đích phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Mỗi ngày, hàng trăm kg nhím biển được chế biến
Mặc dù hình dáng gai góc, xù xì, nhưng trứng của nhím biển lại giàu chất dinh dưỡng. Để chế biến sinh vật này, người ta tách đôi chúng ra và dùng dụng cụ thu hoạch trứng. Phương pháp tương đối dễ dàng và bất kỳ ai cũng có thể chế biến nhím biển tại nhà. Người Nhật rất thích ăn trứng nhím biển, loại này được bán tươi với giá cao tại các cuộc đấu giá ở chợ cá ở Tokyo, thu hoạch tại địa phương ở Nhật Bản không thể đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, người Nhật nhập khẩu trứng nhím từ khắp nơi trên thế giới, điều này cũng khiến loại hải sản này ngày càng có giá trị lớn. Tại Nhật, 100g trứng nhím biển có thể được bán với giá 150 đô đến 250 đô tùy địa điểm cung cấp, và đây cũng được coi là một trong những món ăn đắt giá tại Nhật mà không phải ai cũng có thể thưởng thức thường xuyên. Tại Nhật Bản là đất nước tiêu thụ nhím biển nhiều nhất, vì vậy chúng ta có thể tìm thấy chúng ở các siêu thị hay cửa hàng thủy hải sản. Người Nhật thường ăn chúng bằng cách đơn giản nhất là hấp hoặc chế biến thành sashimi. Bạn đã từng được thưởng thức món nhím biển này bao giờ chưa? Nếu yêu thích hương vị này, hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ ý kiến cho chúng tôi được biết nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết. Đừng quên, hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!